Em xin kính chào tất cả anh em mình đã quay trở lại và theo dõi kênh Đăng Khoa Audio nha. Clip hôm nay thì em sẽ giới thiệu với anh em mình là có những cái món hàng này thì anh em mình hỏi em rất là nhiều luôn này ha. GAV nè, đó, GAV hàng bãi xịn nha anh em nha. Thì dây lo của Đức này ha, dây lo của Nhật nha. Thì những cái GAV này là dây hàng xịn ha. Em về được một bộ ha, một bộ và một cọng để cho anh em mình chơi center hoặc là chơi súp, chơi đồng trục gì đó ha, cực kỳ là hay nha. Và ba cặp tinh chỉnh nha anh em nha. Đó, cái tinh chỉnh để mà chỉnh lớn nhỏ cho tiếng trung và tiếng trép anh em ha. Anh em mình chơi chung và chép rời á, hoặc là anh em mình lắp thùng gì sử dụng cái này để mà mình chỉnh lớn nhỏ cho em nó luôn nha. Thì, đây là hai cái loa trả lời của boss cũ đôi nha. Đó, bên trong là loa đôi, loa kép anh em ha. Thì tí nữa em sẽ quay rõ cho anh em mình xem. Con này nhỏ nhưng mà có vỏ nha, và một cặp loa trép của Anh Quốc ha. Đó, và một cặp loa CBL ha, đó, cặp loa trung rồi. Và bây giờ thì em sẽ quay đầu tiên nha, em quay báo giá cho anh em mình. Trước tiên là một cái cặp loa trép của Mission nha anh em nha, cặp loa trép từ neo của Mission nha. Loa thì zin nguyên bản và hoạt động tốt nha anh em. Con này thì tiếng cực kỳ hay trong tầm tiền luôn. Cặp này thì có cái đường kính ha, có đường kính chiều ngang kem nói nha, chiều ngang kem nói là khoảng 10 phân ha, 10 phân anh em nha. Đó, chiều ngang là 10 phân ha. Này về đây mình lắp thùng rất là đẹp. Cặp này thì anh em mình lắp thùng là tuyệt vời luôn ha. Mẫu mã nó thiết kế rất là đẹp nha. Còn cái chiều ngắn này là nó tầm cỡ 7 phân anh em nha, 7 phân. Thì cặp này về anh em mình lắp lên thùng ha, thì anh em có thể lắp ngang vậy hoặc là lắp đứng vậy hoặc là lắp xéo vậy nha. Anh em mình thích xéo xéo, anh em mình để xéo vậy cực kỳ đẹp luôn ha, hoặc là để ngang gì cũng đều được nha. Anh em mình thích sao thì anh em mình lắp như vậy ha. Rồi, cái cặp này ha, tình trạng là zin nguyên bản và hoạt động tốt, nón là nón lụa nha, nón lụa. Con này thì tiếng bén ha, bén và rất là nhuyễn anh em ạ ha. Anh em mình sử dụng cặp này thì nghe quá là tuyệt vời luôn nha. Rồi, thì cái cặp này thì giá là 800 cho anh em mình luôn nha. Giá là 800 ngàn thôi ha. Một cái cặp loa trép của Anh Quốc nha. Giá là 800 ngàn cặp này cho anh em mình ha. Anh em mình có nhu cầu thì liên hệ với em. Và đây là một cái cặp loa trung của JBL nha. Cặp loa trung của JBL của model là 10 1389V ha. Cặp này thì được sản xuất tại Pháp nha. Cặp loa trung của JBL hàng Mỹ xịn và được sản xuất tại Pháp ha. Đường kính 10 phân nha anh em nha. Thì cái mẫu này là cái đường kính của nó là đường kính là 10 phân ha, loa trung 10 phân. Anh em mình có cần loa trung 10 phân thì liên hệ em nha. Tại vì loa trung 10 phân thì khá là ít hàng nha anh em. Đó, đây là hàng JBL hàng Mỹ xịn đó nha. Mấy cái keo này là cái keo zin nè ha. Đó, keo zin hết của hãng nè, và keo dán nón lo keo này cũng là keo zin luôn nha. Ngày xưa hãng người ta làm như vậy nha anh em. Thì chỉ thay cái viền ngoài này thôi ha. Cái viền ngoài này thì nguyên bản của con này sử dụng cái viền mút ha. Thì theo năm tháng thì nó đã bị mục viền ha, thì đã thay cái viền. Thì dòng JBL họ hay làm loa trung bằng cái viền mút hoặc là viền cao su anh em, bởi vì loa trung của JBL thì tiếng nó rất là ngọt tiếng nha, tiếng nó rất là ngọt ha. Anh em nào mình thích những cái loa trung tiếng ngọt thì mình lấy những cái dòng trung của JBL ha, thì tiếng nó rất là hay trong cái sở thích của anh em mình nha. Rồi, cái loa này thì con nào là em bao zin hết nha, con là nguyên zin. Rồi, cặp loa trung của JBL này thì cặp này giá là 1 triệu đồng cho anh em mình nha. Cặp này giá là 1 triệu đồng ha. Đó, một cặp loa trung JBL hàng Mỹ xịn và được sản xuất tại Pháp, cũ bọc từ, và chắc có lẽ bên trong là hai từ đó anh em nha, bên trong là hai từ. Và đây là một cái cặp loa boss ha, một cái cặp loa boss hàng xịn của Mexico nha anh em nha. Đó, đây là một cái cặp loa boss hàng xịn nha, lưới rất đẹp ở đây ha. Đây là bộ phận mặt lưới của em nó đây ha, mặt lưới của em nó đây nha anh em. Đó, anh em mình thấy ha, lưới và tem đầu cực kỳ đẹp và sáng luôn ha. Cặp này về đây mình để phía bên trên nóc thùng loa như thế này để mà đây mình hỗ trợ lấy tiếng lời ha, lấy tiếng lời nghe nhạc và karaoke thì rất là hay trong tầm tiền luôn ha. Thì cặp này mình nhìn nó nhỏ nhỏ vậy thôi chứ con nó rất là to anh em nha, con bên trong nó rất là to luôn ha, bởi vì nó chịu đòn karaoke nghe nhạc cũng rất là tốt ha. Thì đây là bộ phận phía sau thì cũng sẽ có chữ boss ha, và có cái con ốc để anh em có thể treo tường hoặc là anh em mình để chân gì đó nha. Thì có hai cái lỗ hơi ha và cọc loa. Thì anh em mình mua cặp này á thì em sẽ hàng dây ra ha, em sẽ hàng dây và hàng tụ sẵn cho anh em mình luôn ha. Về anh em mình chỉ việc chơi thôi ha. Cặp này anh em mình mua là em sẽ hàng sẵn dây và tụ luôn. Về là anh em mình chơi thôi ha, không có lo ngại gì nữa nha. Đó. Rồi. Đây anh em nha. Anh em mình lấy cặp này thì em sẽ hàng luôn dây và tụ cho anh em mình. Về anh em mình đấu vào và chơi thôi. Rồi, và bây giờ em sẽ tháo lưới ra, tháo lưới cho anh em mình xem mặt lo nha. Em đã khui ra ha, khui ra cho anh em mình xem phía bên trong nè. Anh em mình nhìn cái củ lo là ghiền luôn nha. Đó, củ lo boss ha, hàng xịn của Mexico nha anh em nha. Đó, anh em mình thấy nè ha. Và củ này là củ từ neo nha, cái từ nó nhỏ vậy thôi chứ cái từ nó rất là mạnh nha anh em. Đây là củ từ neo ha. Và cái con này là cái con của nó to cực kỳ luôn anh em nha. Anh em mình thấy cái con phía bên trong kìa. Nó to bằng cái nón này luôn nha. Cái nón này nó bay lớn á, là cái con của nó bay lớn luôn á anh em ha. Nó nhỏ nhưng mà cái con nó rất là to, bởi vì mấy dòng này thì chịu đòn là cực kỳ là tốt luôn anh em ha. Anh em nhìn cái nón này ha, cái nón này rất là to luôn nha. Ở cái nón này thì nó khoảng 25 anh em nha, nón này khoảng 2 phân rưỡi á.
Đó, cái lò nó có bé tí à anh em ha, cái lò nó nhỏ xíu à. Nhưng mà cái con của nó là nó bằng mấy cái con của mấy cái lò support AM5, AM10 ha, hoặc là những cái dòng lò boss 301 series Badboss 301 ha, hoặc là 601 á nha, thì đều sử dụng cái đường kính con là con 25 luôn ha. Con này cái lò có bé tí à. Mà sử dụng cái cấu hình con bằng mấy cái lò boss 301, 601 luôn anh em, lò bát anh em nha, chứ không phải lò chép đâu ha. Lò chép của mấy dòng lò boss 301, 601 thì cái con sẽ nhỏ hơn cái con này nhiều ha. Cái con này nó to tương đương với lại cái lò bát boss 301, 601 ha. Anh em mình nhìn cái con cực kỳ là to luôn nha. Anh em mình thấy ha, đó, rất là to anh em ạ. Đó, còn nhôm ha, còn nhôm. Đó, và có khoét lỗ luôn nè. Nguyên zin của hãng hết nha. Rồi, và đây là bộ phận phía bên trong thùng đây. Ha, bên trong thùng thì nó có bông ha, bông tiêu âm. Mấy bông này thì hàng xịn về thì nó bị mục anh em nha, bị mục đó. Và đây là bộ phận cái lo đây, em mới gá tạm vô thôi ha. Còn cái này là đã bắt ốc hoàn chỉnh nè. Đó, anh em thấy ha, màn lỗ rất là đẹp. Rồi cặp này chơi thì rất là đáng tiền nha anh em nha. Trong tầm tiền thì tiếng kêu rất là hay. Anh em mình về trả lời nghe nhạc karaoke đồ ha. Anh em mình ghép cho những cái dòng lo bass 20, 25 đồ hoặc là bass 30 để mà nghe nhạc và karaoke gia đình thì rất là hay nha. Rồi, cặp này giá là 1 triệu 9 nha. Cặp này giá là 1 triệu 9, lưới cực kỳ đẹp. Giá là 1 triệu 9 em sẽ hàng sẵn dây và tụ về anh em mình chơi nha. Nó giá 1 triệu 9 em hàng sẵn dây và tụ cho anh em mình luôn. Thì về anh em mình đấu vào trạm lo hoặc là xa âm ly á ha, thì sau khi mà đấu tụ xong rồi như vậy thì nó sẽ không ảnh hưởng trở kháng và số ôm ha. Anh em mình ghép thêm thoải mái nha. Rồi, 1 triệu 9 cặp lo boss này ha, cũ từ neo con to bằng nón nha. Đó. Và mặt lưới cực đẹp ha, mặt lưới cực đẹp. Rồi, 1 triệu 9 hàng sẵn dây và tụ cho anh em mình về chơi. Và đây thì có ba cặp chiếc áp ha, ba cặp chiếc áp ha, để chỉnh cho tiếng trung và tiếng trép anh em nha. Đó, đây là cặp chiếc áp để mà anh em mình gắn gời hoặc là lắp thùng gì cũng đều được nha. Đây thì nó có một cái núm vặn ha. Cái này về anh em mình kiếm cái volume của âm ly á ha. Volume của âm ly á thì anh em mình đút vô đây là dặn được nha. Còn không thì nó mai em lục ở nhà em coi còn mấy cái núm không. Đó. Đây, mấy cặp này về thì nó thiếu núm anh em nha, thiếu núm. Đó. Rồi, thì đây là một cặp đầu tiên này ha. Và đây là cặp số 2 nè, đó, cặp số 2 nè. Cặp này thì nó có làm luôn cái miếng nhôm ha, miếng nhôm sau đích nguyên bản của hãng người ta làm anh em nha. Và người ta ghi thông tin phía bên hông ha, đó. Đây là cặp số 2 nha anh em nha. Đó, thì hai cặp này đều rất là đẹp. Và đây là cặp số 3 cũng đẹp luôn nha. Cặp số 3 này là cặp của Bioner nha. À, cặp của Bioner có mã là VR8A nha anh em. Đó, VR8A. Đây ha, Bioner. Đó. Level control. Rồi. Thì mấy cặp này thì anh em về chỉnh cho trung và chép ha. Đó, chỉnh rất là sướng nha anh em. Rồi thì nó sẽ có giá khác nhau nha. Thì cặp này giá là 300 này ha, cặp này giá là 400, cặp này giá là 500. Anh em mình có nhu cầu cặp nào thì liên hệ em ha. 300, 400 và 500 ha. Tinh chỉnh này thì nó sẽ có nhiều giá cho anh em nha. Nó tầm 1 triệu một cặp cũng có nữa anh em, mà hơn 1 triệu một cặp cũng có đó nha, tùy vào mức độ hàng thôi. Và hầu như là 300 là giá nó mềm anh em ha. Đó, mấy con này thì rất là dễ chơi, 300-400 này thì rất là dễ chơi nha. Đó. Còn có những con nó cao cấp hơn thì nó cao tiền hơn nữa. Và đây là có hai một bộ dây AV ha, bộ này là bộ dây đôi nha. Bộ này là dài 2m anh em ha, bộ này dài 2m. Và bộ này thì dây cái đầu đây, anh em mình nhìn cái bộ đầu dắt đây ha, cực kỳ đẹp luôn anh em nha, nó cực kỳ đẹp luôn. Hai đỏ và hai trắng nha, đó, dây AV ha. Dây này dây xịn của hãng Audio Technica nha anh em nha, Audio Technica. Đó anh em mình thấy nha. Dây này dây xịn, dây zin của hãng. Và nó dài tới 2m rồi anh em. Dây này là dây dài nha, dây lớn và còn dây dài nữa, không phải dây nhỏ nha. Đó, hổm em cũng có về mấy bộ 2m á, thì anh em mình mua hết rồi ha. Thì bộ này là mới về nè ha. Bộ này dài 2m nè, đầu nè anh em mình nhìn mấy cái đầu. Nhìn phê luôn anh em ạ à, nha. Đó, mấy cái đầu vàng tươi luôn. Bao nhiêu năm rồi mà hàng xịn thì nó vẫn như vậy thôi ha. Còn hàng điểu anh em mình mua một thời gian ngắn là nó đen thui hoặc là cắm nó bị ruột hay là bị rột rẹt tùm lum à. Còn mấy cái dắt này là cắm là thoải mái luôn ha, cắm là tuyệt vời luôn. Đó. Và đây nó có một sợi lẻ nè ha, sợi lẻ này thì về anh em mình dùng cho đồng trục này ha. Dùng cho đồng trục hoặc là anh em mình chơi center á ha, center thì có một cổng thôi. Anh em mình lấy một cổng này chơi center là cực kỳ ngon ha. Hoặc là anh em mình chơi sub á ha, sub hơi sub điện rồi thì tín hiệu sub nó cũng có một cổng như center thôi ha. Tín hiệu sub là nó mono. Đó cho nên là chỉ cần một cổng là đủ ha. Cổng này thì cũng dài 2m luôn ha. Anh em nào mà mình chơi sub, chơi center hoặc là chơi đồng trục hoặc là anh em mình cầm một chiếc á ha, nó thì anh em mình lấy chiếc này nha. Đó, hàng này lâu lâu mới có chứ thường khi không có đâu anh em nha. Và hàng này thì rất là đẹp nha, hàng thì rất là đẹp. Rồi, thì cái bộ dây này ha, bộ dây này thì giá là 2m nè ha. Bộ trước em về cũng là 2m á, em bán 700 rồi anh em. Bộ này giá cũng vậy luôn ha. Đó. Bộ này giá cũng là 700 ha. Đó. Rồi cái cộng lẻ này ha, cộng lẻ này là 300 đi ha. Cộng lẻ này là 300. Anh em mình chơi sub nè, center đó. Lấy về chơi cực kỳ hay luôn. Không có điểm gì để bàn cãi với máy chắc này rồi ha, hàng chuẩn xịn nha. Hàng của Audio Technica nha anh em nha. Nó chiều dài của nó là 2m ha, chiều dài là 2m. Và đây thì em có dây đứt anh em nha, dây đứt. Đó.
và dây bộ này của Nhật nè ha, bộ này của Nhật, dây Audio Technica nè, bộ này khá là to nha, dây khá là to, bộ này anh em mình chơi loa lớn thoải mái ha. Đó, thì cái bộ này là 10m ha, 10m4 đó, bộ này là 10m4 nha. Thì bộ này giá là 500.000 cho anh em mình nha, nó dây khá là lớn nha anh em, dây khá là lớn nha. Đó, rồi thì bộ này bó 10m nè ha, bó 10m là nó dài một sợi một luôn á anh em. Về đây mình cắt ra và dùng nha. Bó này em bán cho anh em mình là 500.000 thôi ha, 500.000 thôi. Hình như lúc quấn á thì thợ em có báo là nó có bị hở dây đâu chỗ hay chỗ vậy anh em nha. Nó bị hở cái xíu á. Thì về đây mình kiếm rồi anh em mình quấn keo lại ha, quấn bằng keo lại. Chỉ xước có vỏ ngoài thôi anh em nha. Anh như là mấy chỗ này nè anh em ha, đó. Nó có mấy chỗ lặt vặt vậy anh em nha, em báo rõ rồi ha, nó còn đứt lìa là không có nha, nó vẫn hoạt động tốt bình thường ha, bị xước xước vỏ ngoài anh em. Về anh em mình kỹ thì quấn lại ha. Rồi thì bó đó là 500.000 cho anh em mình nha. Còn đây thì nó cũng là dây Nhật luôn anh em nha, cũng là dây Nhật luôn mà nó không biết cái không biết cái hiệu gì á ha. Đó, cái sợi này là 2m8 nè, 2m8 ha, còn sợi này là 6m9 nè ha, sợi này 6m9. Rồi sợi 6m9 này thì em để cho anh em là 250 nha, 250. Rồi, còn cái sợi 2m8 này thôi, em để đây. Anh nào mua cái cặp bot này thì em hàng em cắt đoạn dây này ra làm hai ha. Mỗi bên là 1m4. Em hàng cho. Đó, rồi, vậy ha. Và đây là có cái dây của Đức nha. Dây này là dây của Đức hàng Made in Germany xịn nha anh em. À, anh em mình thấy ha. Dây là dây chuẩn xịn của Đức nha. Made in Germany ha. Bó này là 4m2 nè ha, 4m2. Bó này là 13m, có hai bó nha anh em nha. Có hai bó 4m2 và 13m ha, dây bên trong đây nha anh em nha. Dây này thì về anh em mình chơi cho lo bot này ha, lo CBL hoặc là những cái lo mà Nhật, lo Mỹ đâu ha, đó lo Anh Quốc, lo Đan Mạch đâu. Nói chung là em có test thử với lại lo bass CBL, bass lớn anh em, đánh thoải mái luôn nha. Đó, đánh thoải mái luôn, đánh rất là khỏe. Những cái dây này thì đồng xịn không anh em ha, toàn bộ những cái dây này đều là đồng xịn hết cho nên là dẫn tín hiệu rất là tốt nha. Rồi thì cái bó dây Made in Germany ha, dây xịn của Đức nha anh em nha. Bó này thì 13m và bó này là nó 4m2, thì cái dây này là 80.000 một mét nha anh em nha. 80.000 một mét ha. Dây này chơi cực kỳ hay nha anh em. Anh em nào mình đang có những cái đôi lo hay và những con ly hay rồi mà chưa có dây xịn để chơi thì rước mấy cái dây này ngay vào luôn nha. Vì hiện tại trên thị trường á, em thấy những cái dây hàng giả hàng nhái cực kỳ nhiều ha, nhưng mà ghi là Made in Germany, Made in USA, sao băng đâu không anh em, nhưng mà hàng giả hàng nhái em thấy cực kỳ nhiều luôn nha, kể cả những cái kênh bán hàng xịn luôn ha, nhưng mà vẫn bán dây giả dây nhái này mà ha, nhưng mà em không có tiện nói ra nha. Còn dây này là em cam kết chuẩn xịn 100% nha, không xịn đền gấp mấy, gấp 3 lần tiền bán cho anh em mình luôn, cam kết một điều là như vậy ha. Dây em bán là chuẩn xịn hết nha anh em, anh em mình yên tâm ha. 80.000 một mét, dây của lo, dây của Đức nha, dây của Đức đó. Rồi còn cái dây AV này thì nó truyền tải tín hiệu rất là tốt ha, bởi vì anh em mình thấy những cái sợi dây AV á, là cần phải được bọc chống nhiễu ha, chống nhiễu rồi rất là kỹ anh em nha, và đầu dắt rồi tiếp xúc phải cực kỳ tốt, tại vì cái dây AV là cho tín hiệu rất là nhỏ để khuếch đại ha, xuống âm ly để nó khuếch đại ra nó, bởi vì nó là rất là quan trọng luôn nha, rất là quan trọng trên cái dây AV này luôn. Anh em mình chơi dây xịn thì đảm bảo là truyền tải tín hiệu cực kỳ là tốt nha anh em, và nó sẽ không có bị suy hao tín hiệu, giúp cho cái âm thanh nó trọn vẹn nhất ha. Anh em mình xem có nhu cầu món nào thì liên hệ với em nha. Và clip em xin được kết thúc tại đây, em xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em mình trong clip tiếp theo nha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại.